Hello, hello, chào mọi người. Hôm nay có cái này siêu hot, Nghĩa mới vừa set up xong đây, giới thiệu cho cả nhà liền. Một cái hồ cá mới tân, ngôi nhà mới của mấy đứa con của mình. Ok, mới làm xong mệt quá, thở quá trời. Đã không, đã không? Thích quá, thích quá. Bây giờ mình bật đèn lên cho mọi người coi thử ha. Bye bye. Ta ta ta. Đã chưa? Thích quá mọi người ơi. Nhưng mà nước này mình mới chăm á, nên mình nghĩ là để cho vài bữa nữa cái nước nó đi cái chất tẩy ha, mình sẽ cho mấy đứa con mình vào sau. Bây giờ tạm thời cứ để ở đây vài bữa. Nước chảy nè. Hello, Nghĩa chào mọi người nha. Đang Nghĩa cho lên trên nhà mới rồi. Mấy đứa con lên nhà mới rồi. Thì thấy tụi nó cũng hơi căng thẳng á. Dọn nhà mới cũng hơi căng thẳng á. Nhưng mà hy vọng là tụi nó thích cái nhà mới này. Mình không ngờ là tụi nó nhiều như vậy luôn á. Ở trong cái hồ cũ còn nhiều lắm. Mình mới tùy tiện đưa lên một vài đứa thôi mà đã gần đầy hồ rồi.